Anh Chí anh ấy thiệt thòi hơn anh nhiều em ạ. Nên có gì em báo dùng anh ấy hơn nhé. Từ hôm gặp lại anh Chí, anh vẫn có cảm giác nó không thực thế nào ấy. Không thực cái gì nữa. Em thấy anh đi ra đi vào có rộn rộn ràng ràng. Chưa giờ em thấy anh vui thế. Gặp nhau bao nhiêu là chuyện cũ, nó cứ hiện ra trong đầu anh. Cảm giác như là thước phim vậy. Mà kể ra anh với anh Chí có duyên với số 10 thật đấy. 10 năm chia cắt, rồi 10 năm gặp lại, như là định mệnh vậy. Anh nghĩ là mẹ không yêu anh bằng anh Chí, và anh Chí cũng không yêu anh như là yêu mẹ. Anh buồn suốt bao nhiêu năm, rồi đột nhiên 10 năm sau mẹ dắt anh Chí trở về. Về để trả cho ông, xong mẹ đi lấy chồng đúng không anh? Lúc đấy anh mới biết anh Chí phải nghỉ học giữa trường. Hồi mới về, ba ông cháu dọn cơm ăn, anh ấy xúc một bát rồi ra góc phòng ngồi ăn lùi thủi một mình, làm ông khóc mãi. Bảo sao bây giờ em thấy bác Chí bác vẫn lầm lì như thế. Rồi sau đấy ông xin cho anh Chí đi học tiếp. Hai anh em đi học với nhau vui lắm. Tính anh thì hay trêu bạn. Mỗi lần bạn đuổi đánh thì câu thần chú của anh là: tao mách anh Chí tao. Chắc cái khoảng thời gian đấy là khoảng thời gian vui nhất của hai anh em ấy nhỉ. Rồi đến khi anh học cấp 3 thì ông đột ngột qua đời. Hai anh em bơ vơ, không nơi nương tựa. Sau đấy anh Chí bắt anh đi học đại học, còn anh ý đi làm để kiếm tiền nuôi anh. Anh Chí anh ấy thiệt thòi hơn anh nhiều em ạ. Nên có gì em báo dùng anh ấy hơn nhé. Em biết rồi.